Cũng trong sáng ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, về tội giết người vì đã giết chết 3 người trong gia đình vợ hờ của y. Đáng chú ý, ngay khi bước vào phòng xử, nhìn thấy anh Nguyễn Hiền, 23 tuổi, là em ruột của người vợ hờ của Hải. Hải đã liên tục lớn tiếng đòi giết anh Hiền ngay tại tòa, khiến cho nhiều người bức xúc. Theo cáo trạng, Hải và chị Nguyễn Thị Dương, 28 tuổi, cùng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2018 và có một người con chung là cháu V. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hòa xét xử không công nhận Hải và Dương là vợ chồng, giao cháu V cho chị Dương nuôi dưỡng. Hải nhiều lần đến nhà chị Dương thăm con nhưng bị chị Dương và ông Nguyễn Cư, 60 tuổi, bà Lê Thị Liền, 58 tuổi, là cha mẹ chị Dương và Nguyễn Hiền, 23 tuổi, em trai Dương, ngăn cản không cho gặp. Từ đó Hải nảy sinh ý định giết cả nhà chị Dương để trả thù. Khoảng 12 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2022, Hải mang theo búa bắc đinh, một con dao sắc nhọn, chạy xe máy đến nhà cha mẹ chị Dương, giết chết ông Cư, bà Liền và chị Dương. Sau khi giết chết ba người, Hải ẩm cháu V về nhà cha mẹ ruột gửi con gái cho cha. Sau đó, Hải hai lần chạy xe máy qua lại nhà ông Cư, chờ anh Hiền về nhà thì ra tay, nhưng không thấy anh Hiền về. Chiều tối cùng ngày, Hải vào thành phố Hồ Chí Minh trốn. Khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 5, Hải bị công an bắt và di lý về Phú Yên.